chạm tay vuốt làn tóc mai thầy thời dàn in dấu trên bờ vai. Chạm tay xoa dịu tấm lưng thầy gần thêm thương bên nhau một đời. Tại sao ta sinh ra trong tình yêu rất đủ đầy mà lại hay bỏ quên những lời yêu dấu đây? Phải chăng ta quên đi cách bày tỏ cái tâm hồn, ngày dần qua ta lại càng cách xa. Tại sao lớn thấy khó để mà hiểu thấu mọi người, mà thời gian chẳng có để mà gần nhau thêm? Nhiều khi rất muốn nói lời yêu với gia đình, chạm vào nhau ta hòa cùng với nhau. Có lẽ phải học cách nói yêu thương từ đầu. Bắt đầu ngay từ những chạm nhẹ dạn đơn. Chạm tay vuốt làn tóc mai thầy thời gian in dấu trên bờ vai. Chạm tay xoa dịu tấm lưng thầy gần thêm thương bên nhau một đời. Học ăn học nói học gói mang về, học yêu học thương nhân thế. Chạm tay đeo nhẹ cái dây, thay lời yêu thương gửi cho cuộc đời. Để nói lời yêu dấu đây, nhìn sang phải để thấy ta đã trôi mất quá nhiều, nhiều thời gian để bày tỏ chữ yêu. Có lẽ phải học cách nói yêu thương lại từ đầu. Bắt đầu ngay từ những chạm nhẹ dạn đơn. Điều tuyệt vời nhất khi chạm là ta được thêm gần, thêm thương. Hãy cùng nhân chạm thật gần, thật thương với những người thân yêu nhé. Chạm tay vuốt làn tóc mai thầy thời dàn in dấu trên bờ vai. Chạm tay xoa dịu tóc.